Xin chào đại gia đình thân thương. Hôm nay Bloomer xin mời cả nhà mình đi du lịch nước Đức qua màn ảnh nhỏ này nha. Hôm nay mình dẫn đại gia đình và các bạn cùng đi xem những chú ngựa ở nước Đức nơi mình ở. Xem những chú ngựa này dễ thương như thế nào. Mời cả nhà đi xem nha. Đây cả nhà xem, chú ngựa có lông đuôi dễ thương quá kìa. Wow, quẩy quẩy cái đuôi nữa chứ. Wow, đang ăn cỏ nè. Hai chú ngựa. Chú ngựa dễ thương nè. Wow, hôm nay có chú ngựa này có một đốm chân trắng. Đây, chú ngựa dễ thương nữa. Chú ngựa này lạ quá. Chân có ba đốm trắng. Wow, dễ thương chưa. Cái mặt kìa, ô chạy lại đây. Ôi, tưởng chủ hả. Ô, cái mặt kìa có một đốm trắng, đẹp chưa. Rồi nó thấy mình, nó chạy lên mình đó. Wow, các bạn thấy hay không? Làm sợ quá chừng. Ngựa dễ thương, dẫn đi chơi nè. À, dẫn đi dạo đó. Ở đây cuộc sống rất là thanh bình đó cả nhà. Cả nhà thấy có yên bình không nè. Đó, bên kia có rất là nhiều chú ngựa nè. Chủ cũng đang dắt về nữa kìa. Bên đây cũng có hai con. Bên kia có con đen nữa kìa. Đó, xa xa đó đại gia đình. Mấy chú ngựa đây rất là dễ thương luôn. Còn đây, cả nhà mình xem nè. Chú ngựa trắng, chú ngựa đen dễ thương nè. Wow, trắng bạch luôn. Mấy chú ngựa đây có bộ đuôi đẹp, đẹp ơi là đẹp. Nữa nè đại gia đình. Wow, người ta đem ngựa ra đây ăn cỏ nhiều ơi là nhiều nè. Mỗi lần có một hai con thôi. Wow, chú ngựa này đẹp quá. Chú ngựa vàng này. Wow, to ơi là to nè. Màu đẹp ơi là đẹp. Chú ngựa trắng nữa kìa. Trắng này là trắng đốm, không phải trắng bạch. Trắng đốm đốm đốm. Còn phía xa nữa, hai con, một con đen, một con vàng. Đó cả nhà. Wow, ăn cỏ, ăn cỏ. Mấy chú ngựa này không thể nào đói được hả cả nhà. Một kho tàng, kho báu, cỏ sao ăn cho hết hả? Đúng rồi, Thượng Đế thương ha. Thương những con vật này cho ăn cỏ nè. Ồ, dễ thương chưa? Không bao giờ hết. Trên có máy bay kìa. Máy bay đang bay trên bầu trời đẹp nè. Wow, nãy mình ra có chim nó múa nè gia đình. Chim múa trên bầu trời. Dễ thương ơi là dễ thương luôn. Bầu trời có máy bay đang bay. Ở phía dưới có những chú ngựa ăn cỏ. Cuộc sống rất là bình yên. Còn ở phía trên kia có mấy chú ngựa. Có một chú ngựa màu vàng mà bờm trắng dễ thương quá. Có cái bờm trắng một bên thôi.
rất là dễ thương á đại gia đình, nhìn đẹp ơi là đẹp à. Đây các bạn mình xem. Dịch chủ che cái mắt đi à, cái bồm ở trên luôn. Chú ngựa dễ thương chưa, to ơi là to luôn. Có cái đuôi đang mướt luôn, bộ đuôi của ngựa bộ nào cũng đẹp hết, như tóc rủ xuống đẹp ơi là đẹp. Ở đây mình không thấy bò, thấy trâu, chỉ thấy ngựa thôi. Ở khu này thì buổi sáng và buổi chiều người ta cũng đi thể thao thể dục đó cả nhà. Đó. Cho dẫn chó đi ra ngoài chơi nè. Rất là nhiều ngựa ra ngoài ăn cỏ. Hôm nay quay rất là nhiều cho đại gia đình mình xem á. Hôm trước thì chỉ có một hai con thôi. Ta có nhà ở trong mà, có chuồng ngựa ở trong nữa. À, khắp nơi về đây nuôi ngựa nha, có chuồng ngựa ở đây. Khu này chắc người ta mua trọn luôn đó, đại gia đình. Dễ thương quá. Wow. Cô gái cưỡi ngựa rất là dễ thương luôn, đại gia đình. Ta dắt ngựa ra ngoài chơi đó đại gia đình. Bên kia có ba con chúa nữa nè, ba con chúa đang cưỡi ngựa về nữa. Đây có ba con chúa cưỡi ngựa về nữa nè, rất là dễ thương luôn đại gia đình. Đây là ngựa chiến không, ngựa đẹp ơi là đẹp. Con nào con nấy to mập mạp. Còn đây cây táo ở đây xum xuê trái luôn á cả nhà. Wow, trái lúc lúc ở trên là ngon quá. Quá chừng trái táo luôn. Quạch cả nhà. Đúng ra thì người ta thu hoạch, người ta làm giấm táo nè, rượu táo nè, rất là ngon luôn. Mà cây này sao người ta không thu hoạch, để nó rớt xuống hết à. Ôi đại gia đình thấy con luôn nè, quá kìa ngon. Cô gái cưỡi ngựa dễ thương ơi là dễ thương nè. Đây có cặp chó dễ thương nữa nè. Wow, dễ thương quá. Được chủ dẫn ra ngoài chơi. Chó ở đây được yêu lắm cả nhà ơi, rất là dễ thương luôn đó. Wow, chú chó dễ thương quá. Wow, wow. Nó chạy theo mình nữa nha, nó liếm mình đó. Wow, dễ thương ơi là dễ thương. Hai chó cặp đôi rất là dễ thương luôn, nó chạy lại mình quá là dễ thương. Đây có chú ngựa được tập chạy nữa nè,
được chủ huấn luyện cho để chạy mai mốt đi thi chứ. Còn đường người chiến thôi đại gia đình. Chiều họ hay đem ngựa ra đây để tập lắm. Mình cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Blue M của sống ở Đức của mình. Nếu cả nhà thích kênh Blue M, cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và comment cho mình nha cả nhà, để mình đây có nhiều động lực làm nhiều video hay cho đại gia đình và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ dẫn đại gia đình đi tham quan nước Đức, du lịch nước Đức qua màn ảnh nhỏ này để hiểu biết thêm một chút gì đó trên đất nước châu Âu, đất nước Đức này nha cả nhà. Đây có chú ngựa được chủ dẫn về đó nè đại gia đình, rất là dễ thương luôn chú ngựa, to ơi là to luôn. Bự ơi là bự. Mình cũng xin kính chúc cho ông bà cô chú bác anh chị em và các bạn được dồi dào sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhiều tài nhiều lộc, nhiều phước nhiều hạnh. Bây giờ Blue M cũng xin kính chào đại gia đình thân thương và hẹn gặp lại video lần sau nha, bye bye cả nhà, bye.